Tổng giám đốc TP Bank vừa trở thành lãnh đạo ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng thành tựu lãnh đạo đổi mới sáng tạo trong buổi lễ trao giải của The Asian Banker được tổ chức trực tuyến vào ngày hôm qua. Đây là giải thưởng được bình chọn 3 năm một lần của The Asian Banker và là một trong những giải thưởng cá nhân quan trọng nhất nhằm vinh danh vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của một cá nhân trong việc thúc đẩy một môi trường và văn hóa sáng tạo trong tổ chức, cũng như sự đóng góp của cá nhân đó đối với quá trình định hình lại lĩnh vực tài chính. Việc trao giải cho ông Nguyễn Hưng không chỉ là sự ghi nhận với cá nhân, mà còn là sự đánh giá cao của tổ chức quốc tế đối với thành tựu dẫn đầu về đổi mới số trong lĩnh vực tài chính của TP Bank tại Việt Nam.